Hello, chào tất cả anh em nhé. Nay anh em mình đi đào tổ muối các bạn ạ. Hôm qua là ông anh mình là đây là có thấy một con rắn hổ mang, chắc tầm khoảng cân hơn cân đấy các bạn ạ. Không biết là anh bảo là như kiểu là rắn chúa các bạn nhé, chui vào cái lỗ tổ muối này. Nên anh em mà vác cuốc vác xẻng lên để đào bạn ơi. Khám nghiệm tử thi xem nào. Hôm nay anh em mình đi có hai người thôi, không biết là có đào được không đây. Mình thì sẽ còn phải cầm máy để mà quay cho bạn xem, nên là không biết là một mình ông anh mình có cuốc nổi cái tổ muối này không. Anh em xem thì cho mình xin một lượt like và đăng ký kênh nhé anh em nhé, để anh em mình có thêm động lực, có sức để mà đào anh em ạ. Không thì mệt lắm, không đào được. Anh em xem đến đây thì đăng ký kênh và like giùm mình các bạn nhé. Nhớ để lại cho mình một lượt bình luận nữa. Thủng chưa? Thủng một lỗ rồi anh em ạ. Ui dồi ôi, thủng một lỗ rồi. Đây anh em ơi, mình vừa mới hộ ông anh mình đào một lúc nhá, được thế này rồi. Đây là cái đoạn củ mài này các bạn này, nó có hai đoạn nữa bạn ạ. Mình vừa lấy được một đoạn này rồi các bạn nhé. Đấy, đây, có chén rồi. Ở đây còn một đoạn nữa này bạn này, thủng cái lỗ của nó mình cho các bạn xem lỗ rắn nó đi mịn cỡ nào các bạn nhá. Đấy, kinh khủng mịn chưa bạn, bóng hẳn luôn đường nó đi ấy. Đây, bây giờ mình không biết là nó ở lỗ nào luôn bạn nhá, nhưng mà củ mài đây, củ này mới xuống sâu này bạn này. Đấy, củ này xuống sâu lắm. Ui, được thêm một tí nữa nhưng mà củ này vẫn còn xuống nha bạn nhá, nó có hai dây liền. Đây các bạn xem rắn này, nó đi cho khu này mịn như thế này các bạn nhé. Đây là đường đi của rắn nhé. Đấy, giờ anh em mình sẽ tiếp tục lại đào tiếp thôi. Bộp đi. Đây, úi ôi, quá là sâu anh em ạ. Cho bạn xem mà tổ của con muối các bạn này. Ui, như nhà tầng luôn. Lấy cục này ra xem nào. Wow. Biệt thự. Đây này, biệt thự, biệt thự. Con muối bạn nhé. Ui, nó cắn tay này, kinh khủng. Biệt thự ấy. Đây. Cái nền nhà mới làm vừa kéo máy. Đẹp chưa? Về đây này. Ui ôi, ui, hỏng hết rồi, nó cắn đau lắm. Ê, bỏ đây nào. Ui, nó cắn tay này các bạn này. Ui ôi. Các bạn xem nó đẹp chưa, nhà của nó nha các bạn nhá. Đấy, quá là đẹp. Mình sẽ thử đập một cục ra cho bạn xem, thử xem cái nhà của con muối nó như thế nào. Đây, bên dưới này các bạn này. Đây, quá là nhà lầu luôn này. Không biết là bao nhiêu tỷ chục phòng đấy các bạn ạ. Ui dù. Mới quả biệt thự bên Dubai về. Đấy, còn không bằng được cái này luôn. Khiếp chưa? Không biết là nó làm bằng cái gì đây này. Đất hay là cái gì đây? Đấy. Này còn xuống sâu nữa. Khiếp. Xuống mẹ dưới lúc đào. Nhưng mà rắn thì không biết là mình có đào được không. Đây này, hiện tại là rất là sâu rồi các bạn ạ. Lỗ vẫn còn đi rất là sâu nhá. Không biết là có được không. Hy vọng là được một con để cho anh em xem cho nó bỏ công. Để mà đã mất công xem rồi, lại không thấy rắn thì quá là đen đấy. Mình sẽ cố gắng đào xem có được một con nào không để cho các bạn xem nhé. Ê! Sâu lắm à? Vãi cả nồi luôn. Bỏ cuộc anh em nhá. Đây này, lỗ nó xuống rất là sâu. Với lại lý do vì sao bỏ cuộc là vì là ở đây là toàn nước quế của người ta nhá. Bây giờ đào là hỏng một cây quế người ta phạt từ 100.000 cho đến 1 triệu các bạn nhá. Nên là anh em không dám đào một cây quế này ra, đành bỏ cuộc. Bây giờ anh em đi về đi bắt ong mật các bạn nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ tiếp tục tiến hành đi về và bắt ong mật. Các bạn nhớ đón xem hết clip mình các bạn nhá. Đây rồi, anh em đây. Bây giờ đi về đi bắt ong nhá. Về dưới nhà vợ. Tới nhà mọi người nhá, cho các bạn chiêm ngưỡng một chút về hoa lan của anh mình nhá. Đấy. Mấy chục triệu ấy chỗ này ấy. Đùa. Anh đang đầu tư để mà trồng lan bạn nhá. Đây. Cái này là mất 20 triệu ra. Không, hơn chục tí, đang đầu tư mất hơn chục rồi.
nhà nghèo nhưng mà vẫn cố gắng để mà đầu tư các bạn ạ. Đang trồng lan này, dãy lan sang kia nhé các bạn nhé. Đây nhé. Đây là mình không biết là lan gì luôn, nhưng mà riêng cái cọng này là cọng này 400 à đúng không? Vừa mua về 380, à 380 cọng này nhé. Đấy. Cái đấy như như cái kia của mình thôi đây. Nhỉ, đúng không? Riêng đây là cứ mỗi mỗi riêng cứ từ cái chỗ này ra là cứ mỗi thùng này cứ cứ mỗi mỗi giỏ này là 300. Còn phía bên kia là tự tự đi trên rừng hái nhá. Hôm nọ là clip mình đi hái cùng ấy các bạn ạ. Với lại dưới đất này. Vâng. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành bắt ong luôn bạn nhá. Đây này. Hoa lan này. Bắt đâu? Hoa lan á. Cái tủ trong lán kia không ẩn còn ở không? Đây. Đây mới là vườn bố lấy. Quá là nhiều luôn, bây giờ nó không còn chỗ để mà ở nữa. Bắt đầu bắt luôn đi. Kinh. Ôi, thành bắt không? Đấy, bây giờ mình sẽ bắt tủ này bạn nhá. Thật sự ông nhất rồi. Bảo thật sự ông nhất đi bắt đi. Bắt đi. Mình bắt không? Mình thì mẹ chắc có mú, mẹ nó đốt vào mặt sưng xấu vào mẹ đi. Ui trời ơi. Có cái mú nào không? Nhìn cũng có thấy đẹp trai cho lắm đâu mà không, sợ nhưng, xấu. Nhưng mà nó cũng xấu ấy. Rồi anh em mình đào rắn không được, bây giờ lại sẽ tiến hành mở cái tủ ong này. Từ từ mở. Ở ra. Cầm sát dưới đi. Mày bê cả thùng đặt xuống dưới đi. Thông tí. Không. Cứ thế này thôi, nhưng mà cứ mở nắp ra là được. Mở từ từ. Đấy, bình tĩnh. Mở đều hai bên. Ui giời ơi. Mở đều hai bên. Đấy, từ từ nha. Không đặt ở ngay cạnh ấy. Ngay bên cạnh ấy. Không tí nó bay lung tung ấy. Đây, bây giờ ông anh này sẽ bảo sợ ong đốt này, mất cả vẻ đẹp trai. Con kia là nguy hiểm rồi đấy, con đấy có loại đấy. Nó vào trong rồi, vào trong ấy rồi. Đứng. Thì nó làm cho mày một phát bây giờ đấy. Phải hun từ bên này về. Hun ít khói vào. Không nó ác quá. Thôi thôi, quạt quạt ra bên này. Không thể động được nó chứ. Vừa mới mở nắp ra thôi đã dính à, một người 3 phát, một người 4 phát. Con này dính 3 nhá. Còn anh kia là dính 4 phát rồi. Góc về nhá. Kinh khủng luôn. Bắt từ góc về cái đây. Cái lưới sắt to một. Đấy cứ bắt đấy. Cứ bắt theo bên đấy. Nhấc ra. Ui nhiều mật lắm. Ui ôi. Mật lắm em cảm ơi. Ui ôi. Mật khá là nhiều bạn ạ. Wow, sướng. Còn này anh em các bạn ăn khô củ. Mình đi lấy một tí cái cỏ kia về đi. Cỏ hứa xa ở bên ám bông ở đây. Miếng này toàn mật thôi. Ui ôi, mật nhá. Kinh khủng. Đây, đây, đây nha các bạn nhá. Tổ này là rất lắm mật các bạn ạ. Giờ mình sẽ đích thân mình bắt luôn, mẹ mấy thằng đệ nó, mấy thằng em làm không ăn thua gì so với Tây các bạn ạ. Đây bây giờ đích thân mình bắt nhá. Thì Tây nó làm. Mẹ, mình bắt nó cứ phải ong cứ phải thế này, mẹ bầu hết người thế này. Sợ đeo gì mà mấy thằng mà nó chạy tán loạn hết. Không làm ăn được gì đâu. Đây là ong mình nuôi tự nhiên các bạn nhá, không mật đường mật mía gì các bạn nhá. Đây, ong mình bắt trên rừng về các bạn. Mẹ nó quá là đông luôn, không thể nào mà quét được hết được. Đây các bạn. Quét nó bay ra nó lại vào. Xong rồi anh em ơi. Quá là nhiều mật luôn. Con đống luôn. À, ghét á, ghét ong á. Ăn đi, đây này. Không, cái này chính ra. Đấy anh em này dính 7-8 phát á, còn anh này dính 4 phát, còn mình thì chục phát luôn. Bọn này nó chạy hết xong là không dám bắt, xong mình tự tay vào bắt xong là dính nó trích cho đúng 10 phát luôn. Khiếp. Trích 10 phát luôn mà. Đây chỗ này là đau nhất này, phát này đau nhất này. Đen hết cả chỗ này luôn. Đây, quá nhiều mật cho bạn xem. Đây. Bây giờ đang lọc mật ra ở cái âu này bạn nhé. Thôi mình mời các bạn một miếng bạn ạ. Ôi, lộn đấy. Cho bạn xem này. Ui, đấm hết ghế bừng rồi. Kinh khủng luôn. Quá là đẹp luôn. Mật này. Đẹp lắm Pleiku. Em đẹp lắm Pleiku ơi. Thôi tay mình bẩn quá bạn ạ. Giờ mình cũng xin phép tạm ngừng ở đây nha bạn nhé. Đào rắn mệt quá chả được đâu. Được đống ong này cũng được rồi. Chào tất cả mọi người nhé.